Kính thưa các bạn, trên màn ảnh các bạn, hiện trạng các bạn đang nhìn thấy bây giờ đó chính là hình ảnh của những chiếc bánh gai. Và ở Lục Ngạn bây giờ thì chuẩn bị 2 hôm nữa là đến ngày rằm rồi. Và hôm nay, trong cái chương trình ngày hôm nay, của video ngày hôm nay thì Chàng Trai Quê sẽ dẫn cả nhà. Nhưng trước khi vào cái chủ đề chính của video thì ở video trước ngày hôm nay, Chàng Trai Quê sẽ cho các bạn thấy hậu trường để làm lên những chiếc bánh gai thơm ngon đặc sản của Lục Ngạn thì cần những công đoạn như thế nào và cần những công đoạn gì chuẩn bị. Thì ở video này hôm nay các bạn cùng Chàng Trai Quê cùng đi xem hết video nhé. Còn bây giờ thì đi thôi nào. Còn đây các bạn ơi, đây chính là nồi lá gai. Lá gai đã được phơi khô, lấy về tước nhỏ và nghiền nhỏ như này. Còn bây giờ thì mình sẽ đi luộc lá gai để trộn cùng với bột đã được xay nhuyễn. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị ở cái công đoạn này là mình sẽ luộc lá gai này các bạn. Đây, trong quá trình đây thì mình còn chuẩn bị thêm đỗ tương nấu nhỏ, nấu chín nữa. Đây các bạn ơi, hạt đỗ xanh thì mình sẽ cho mình nấu chín ngày này, và tí nữa mình sẽ có một công đoạn đó là mình giã nhỏ hạt đỗ xanh hơn nữa. Bây giờ thì sẽ phải đảo đều để cho nó chín nữa. Đấy, để làm một chiếc bánh gai thì chuẩn bị nguyên liệu nhiều lắm, nhưng nguyên liệu quan trọng hơn là nguyên liệu hạt đậu xanh. Đấy, tiếp tục hạt đậu xanh mình sẽ chuyển qua cái công đoạn cho các bạn xem cái bột xay nước treo lên như thế nào. Mình đã để trong tủ rồi nhé. Đây các bạn ơi, còn bây giờ mình đang cho các bạn xem. Đây chính là cái túi bột mà mình đi xay về. Đây chính là làm bánh, thường làm bánh nếp ấy, thì sẽ có hai loại, là một loại là mình sẽ xay bột khô và một loại là mình sẽ xay bột nước. Sau đó mình sẽ treo bột lên giống kiểu là mình làm bột bánh rán ấy. Đấy, xong mình treo bột lên như thế này để cho bột nó được khô ráo dẻo lên như thế này. Đấy các bạn có thấy không? Đấy, dẻo lên như thế này. Đây là bột nếp nha các bạn. Đấy, đây là bột nếp Phi Điền. Đấy, trên mình cũng ngạn có nếp Phi Điền là nếp nổi tiếng. Thế nên là nếp này sau khi mà mình làm như này thì mình sẽ một chút nữa thì mình sẽ trộn cùng cái lá gai mà lúc nãy mình cho các bạn xem ấy. Lá gai đã được đun sủi lên một lần nữa ấy. Xong bắt đầu là sẽ cho lên trộn cùng bột, xong là trộn đường, xong tiếp theo nữa là sẽ cho vào bắt đầu tặng thành bánh và gói lại và đem đi đổ sôi nữa. Đấy, còn bây giờ thì mình đã cắt túi bột à, đi qua xem công đoạn rửa lá nha các bạn. Let's go đi thôi. Đây các bạn ơi, nguyên liệu tiếp theo cũng không thể nào mà không quan trọng, đó chính là lá chuối. Đây là nguyên liệu để bọc lá, để bọc chiếc bánh gai là nguyên liệu dùng bằng lá chuối. Lá chuối thì ở miền quê Việt Nam thì hầu như là đâu đâu cũng có. Thế nhưng mà quan trọng ấy là như ở một số quốc gia khác họ phải nhập khẩu mua lá chuối, chẳng hạn như Nhật Bản chẳng hạn. Đấy, còn ở Việt Nam thì cây chuối mọc rất là nhiều, hầu như ở miền quê nhà nào cũng có. Bây giờ thì cái công đoạn mà chuẩn bị lá chuối này thì bà mình là đang làm lá chuối.
Các bạn ơi, còn bây giờ chính là công đoạn rửa lá chuối. Công đoạn rửa lá chuối ở công đoạn này cũng cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Bởi vì sao? Lá chuối trước khi mình dọc về, mình sẽ phơi. Và mình phơi xong thì mình sẽ chuyển qua công đoạn. Đó chính là mình đến hôm nào mình làm, mình sẽ rửa như thế này. Và công đoạn rửa lá chuối này, tại sao mình nói là quan trọng? Bởi vì nếu mình rửa sạch ấy, thì khi mà trên lá chuối còn bám một chút gì đó, bụi bẩn hay gì đó thì mình sẽ rửa sạch để gói bánh. Đầu tiên là ăn sẽ không bị sạn, thứ hai là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn các công đoạn còn lại thì từ gạo xay, mình xay thành bột thì mình cũng làm để sạch này. Và khi mình sôi đổ lên thì mình nhã dừ và mình sẽ tiếp theo là mình trộn lá gai hay là các thứ gia vị khác, chẳng hạn như là dừa nạo nhỏ này hay là vừng này, cái hạt vừng này các bạn ạ. Đấy, còn ở công đoạn luộc lá chuối này, hôm nay ở video này mình chỉ quay đây là những hậu trường để làm lên những chiếc bánh gai thơm ngon, mang hương vị quê hương đậm đà của đặc sản Lục Ngạn thôi. Ở đây thì thường bà con ở trên này, ở Lục Ngạn thì thường là bà con sẽ làm gói bánh gai vào những ngày rằm tháng 7 như này. Còn mùng 10 tháng 10 thì ở đâu trên đất nước Việt Nam mình cũng làm bánh dày rồi, nhất là ngoài khu phía Bắc. Còn hôm nay nội dung video làm bánh gai của mình như thế nào thì các bạn chờ ở video tiếp theo của ngày mai của Chàng Trai Quê nha. Còn hôm nay chỉ là hình ảnh một chút gì đó hậu trường của làm nên những chiếc bánh gai truyền thống đậm đà hương vị quê hương của Lục Ngạn, đặc sản của Lục Ngạn là thôi. Những cái ngày như thế này thì thật là may, năm nay đã trùng vào ngày mùng 2 tháng 9. Đấy, những anh em hay là những người con đi xa quê hương của Lục Ngạn có thể nghỉ mùng 2 tháng 9, có thể về quê ăn rằm cùng gia đình. Ở trên mình thì thường những ngày như thế này mọi người nghỉ công ty, mà được nghỉ công ty thì về rất là đông. Hoặc là nếu mà đi làm xa mà có thời gian về ấy, thì cũng rất là thích về quê để ăn những chiếc bánh gai truyền thống như thế này. Còn các bạn, nội dung video của mình làm ra sao thì hãy chờ vào video của ngày mai của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt các bạn nha.